Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Linh Kiện Store. Cũng đã khá là lâu rồi thì Thảo không lên lại clip. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ test cái màu sắc thực tế của chiếc SC9 Stray mà mình chưa có tung ra cho các bạn xem. Lần trước thì trong clip trước thì mình có test cái hệ thống chống rung Super Smooth với lại cái Hyper Smooth của chiếc GoPro Hero 7 Black. Và mình cảm thấy là cái hệ thống chống rung này rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một clip để cho các anh em xem cái màu sắc thực tế khi mà mình quay chiếc SC9 Stray này ở cái độ phân giải là 1080x60 khung hình trên giây ban ngày mà mình chạy xe máy, để các bạn xem cái chất lượng hình ảnh cũng như là khi mà mình cầm trên tay chạy trên xe máy thì cái hệ thống chống rung nó hỗ trợ khác so với cái hệ thống chống rung lúc mà mình cầm đi bộ trên tay như thế nào. Và bây giờ thì anh em hãy cùng xem nhé. Và mình test cả cái màu sắc của cái chiếc SC9 Stray này khi mà quay cả ban ngày cũng như là quay vào buổi tối đi có đèn đường. Và hiện tại các bạn đang còn xem cái hình ảnh được thu lại khi mà mình quay ban ngày từ chiếc camera hành trình SC9 Stray. Với cái chế độ quay ban ngày này thì các thông số mình cài đặt như sau. Cái độ phân giải mình để là 1080x60 khung hình trên giây với cái hệ thống chống rung hỗ trợ của nó là Super Smooth. EV mình để là 0 vì mình chạy vào buổi sáng sớm nên là cũng không có quá nhiều cái ánh nắng. Và nếu như mà các bạn chạy xe hay là thu hình ở những cái thời gian có nhiều ánh nắng gắt hay là nhiều ánh sáng thì các bạn nên giảm cái EV xuống để cái video của các bạn không bị cháy sáng. Và cái ISO thì với chiếc SC9 Stray này thì nó có cái hệ thống ISO Max. Và các bạn có thể lựa chọn cái ISO Max, và mình đã để cái ISO là Max 1600. Và lúc này thì ISO nó sẽ tự phân bổ dao động với cái khoảng ISO trong cái khoảng dưới 1600. Và mình sẽ có một chút xíu nhận xét về cái chất lượng hình ảnh màu sắc ngay lúc này. Và với cái màu sắc thì mình cảm thấy là nó phản ánh khá là thật với cái những hình ảnh bên ngoài. Ví dụ như là các bạn có thể nhìn thấy các anh ráp chạy ở phía trước mình với cái màu xanh lá cây đặc trưng, nó rất là giống với cái hình ảnh thật. Và khi mà mình zoom lớn lên ở độ là x2 thì cái chất lượng hình ảnh cũng không bị vỡ quá nhiều. Và cái hệ thống chống rung ở đây làm việc rất là tốt khi mà mình chạy xe ở những đoạn đường bị sóc lên, kết hợp với việc mình cầm camera hành trình trên tay thì nó vẫn hỗ trợ được là cái hình ảnh nó vẫn thu lại vô cùng là mượt mà. Và với cái tính năng quay ban ngày này của SC9 Stray thì chúng ta không thể chê vào đâu được nữa. Và tuy nhiên thì mình sẽ có một cái lưu ý cho những bạn nào mà thường xuyên xem cái video trực tiếp trên cái app SC Camzone thông qua wifi, khi mà kết nối wifi giữa camera hành trình với lại điện thoại. Thì cái lúc mà các bạn xem trực tiếp online ở trên cái app SC Camzone thì lúc đó chất lượng của video nó sẽ không được đúng như là chất lượng các bạn quay. Nên là các bạn nên tải cái clip đấy về thẳng điện thoại và xem ở trên điện thoại thay vì xem trên cái app SC Camzone, thì nó sẽ thể hiện đúng cái độ phân giải mà các bạn set up khi mà các bạn quay video. Và với cái tính năng quay đêm thì thật sự là lúc mà mình vừa mới bật máy lên và nhìn vào màn hình của SC9 Stray thì mình đã có cảm giác là không hề muốn tắt máy một chút nào hết. Và mình muốn để cho nó quay hoài vậy luôn ấy. Mặc dù là nó quay ở cái điều kiện buổi tối là khá là thiếu sáng, cũng như là kết hợp với việc chạy xe và với cái việc mà mình quay vào buổi tối thì mình sẽ không bật cái hệ thống chống rung gyro lên. Và kết hợp với chạy xe là nó sẽ có một độ rung lắc nữa, mà cái hình ảnh của nó cho ra vẫn rất là tốt, rất là tuyệt vời. Những cái biển số xe ở phía trước mình vẫn có thể nhìn thấy rõ biển số xe. Và cái thông số mình cài đặt là độ phân giải của nó là 1080x30 khung hình trên giây. Và các anh em lưu ý là các bạn anh em có thể quay video 4K hay là 2K, nhưng mà tuy nhiên là vẫn phải lưu ý là cái độ frame, tốc độ màn chụp của chúng ta nên để ở dưới 30 thôi, để cho cái màn chụp nó kịp nhận đủ cái ánh sáng để bổ sung ánh sáng tốt nhất cho cái video của các bạn. EV mình vẫn để là 0 vì mình khi mà mình xem trực tiếp ở trên cái màn hình của SC9 Stray thì ánh sáng của nó đã khá là đầy đủ, không có bị thiếu sáng nữa, cho nên là mình để EV vẫn là 0. Và ISO mình tùy chỉnh lên là max 6400. Đương nhiên thì cái hệ thống chống rung gyro mình tắt off, mình không có để nữa nhé. Và cái chất lượng quay phim ra cho ra buổi tối như vậy thì cũng rất là tốt nhé các em, so với những cái mẫu SD cam trước đây. SD 8 Pro thì nó có hơi bị tối một chút xíu, nó thu nhận ánh sáng khá là yếu. Các em cảm thấy như thế nào về cái chất lượng màu sắc của chiếc SC9 Stray? Mình cảm thấy là nó rất là sắc nét.
Và trong đoạn video thì mình cũng đã có thử zoom lên một chút xíu vào cái độ phân giải ban ngày là 1080x60 khung hình trên giây để các em xem là khi mà mình zoom lớn lên thì cái độ chi tiết và chất lượng hình ảnh nó như thế nào. Và mình cũng có một đôi chút nhận xét về chiếc SG9 Tray này. Đầu tiên mình sẽ nói về cái một vài cái điểm nhược điểm của nó trước ha. Nhược điểm thì mình cảm thấy là cái thân hình của nó cũng khá là đồ sộ so với những mẫu action cam khác. Tuy nhiên thì nó lại bù lại với một cái với cái thiết kế như thế này thì nó sẽ giúp cho các anh em có thể chống nước ở độ sâu 5m mà không cần phải sử dụng ốp chống nước. Tuy nhiên thì cái này thì mình không khuyên dùng các bạn nhé, vì có rất là nhiều anh em sử dụng GoPro 7 Black đã từng xuống nước và bị vào nước, như thế thì lúc mà mình bảo hành cũng rất là khó khăn. Tiếp theo thì mình sẽ nói về một cái hạn chế nữa, một cái nhược điểm mà mình nghĩ, mình hy vọng là hãng SGCam có thể xem video này và có thể cập nhật cũng như là cải thiện nhiều hơn về cái chất lượng âm thanh của nó. Vì thật sự từ lúc mà cái bản SG9 Tray review ra cũng như là bây giờ đã có bản thương mại rồi thì nó vẫn bị một cái lỗi là nó bị rè rè trong cái âm thu trực tiếp từ máy. Vì thế cho nên là mình hy vọng là hãng SGCam sẽ sớm khắc phục cái lỗi này để hoàn thiện, gọi là trọn vẹn hơn cho cái mẫu SG9 Tray đang rất là tốt ở những tính năng khác. Và cái ưu điểm mà mình nhận thấy được từ chiếc SG9 Tray này là cái mức pin của nó. Mình thật sự là mình quay một ngày trời, cả quay ban ngày này và ngoài quay ban đêm. Đương nhiên là mình cũng có tắt dừng cho nó nghỉ, nhưng mà mình sạc và cảm thấy là cái mức pin của nó xài rất là ok. Và một cái tính năng nữa là tính năng livestream. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách livestream trên chiếc SG9 Tray này ở trên hệ điều hành iOS cũng như là trên hệ điều hành Android luôn. Vì thế nên là các anh em nào mà quan tâm đến cái việc livestream của SG9 Tray thì hãy subscribe đăng ký kênh của Linh Kiện Store để tiếp tục theo dõi cái video tiếp theo của Thảo nhé. Và các anh em nào mà đang sử dụng SG9 Tray hay là muốn quan tâm đến chiếc SG9 Tray này, muốn mua nó thì có thể theo dõi cũng như là comment ở bên dưới những cái bình luận nhận xét hay là những cái yêu cầu làm test video để cho Thảo có thể biết được, để Thảo có thể test tiếp những cái tính năng mà các anh em muốn cho chiếc SG9 Tray này. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh em nhé.